Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết ngày 15 tháng 5, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 82 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 thâm hụt 1,37 tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết giữa tháng 5 vẫn duy trì thặng dư 2,51 tỷ đô la Mỹ. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kim ngạch xuất nhập khẩu trị giá gần 12 tỷ đô la Mỹ. Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 năm 2018 đạt gần 8,8 tỷ đô la Mỹ. So với nửa cuối tháng 4 năm 2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 5 năm 2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng như than, điện thoại các loại và linh kiện. Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có biến động tăng mạnh bao gồm máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác.